Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. UAV cảm tử thống trị bầu trời chiến trường tại Ukraine. Ukraine tuyên bố về vụ rơi phi cơ IL-76 ở Belgorod. Nga đưa lính đánh thuê từ Malaysia tới Donetsk. Hoa Kỳ giam 43.000 người Nga nhập cư bất hợp pháp. Cơn sốt du học hạ nhiệt tại Trung Quốc. Sri Lanka quản lý chặt internet gây phản đối dữ dội. Tòa Hiến pháp Thái Lan tuyên ông Pita trắng án. Ả Rập Saudi mở cửa hàng rượu cho các nhà ngoại giao. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ năm ngày 25 tháng 1. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin Thưa quý vị, quân đội Ukraine vào hôm thứ Tư cho biết, Nga đã mất 61 hệ thống pháo binh với ít nhất 200 UAV cảm tử chỉ trong 24 giờ qua, khi khoảng cách giữa hai lực lượng được triển khai trên chiến trường dường như ngày càng thu hẹp. Theo thống kê cho biết, vào hôm thứ Tư, quân đội Nga đã mất tổng cộng 9.008 hệ thống pháo binh kể từ khi lực lượng của nước này tiến vào Ukraine cách đây 23 tháng. Riêng vào hôm thứ Ba, trưởng tướng Oleksandr Tarnovsky, người đứng đầu nhóm lực lượng Tavria của Ukraine, đang cố thủ ở thị trấn Avdiivka bị bao vây, cho biết Nga đã mất gần 400 binh sĩ, 5 xe tăng và 15 hệ thống pháo binh khi phóng 919 đợt pháo kích qua khu vực này của tiền tuyến trong ngày qua. Pháo binh và đạn pháo là nền tảng cho các hoạt động của cả Nga và Ukraine, những khả năng quan trọng mà Moscow và Kyiv đã phải nỗ lực duy trì khi chiến tranh tiếp tục diễn ra. Ukraine vẫn duy trì lời kêu gọi cung cấp đạn dược và đạn pháo từ các đồng minh cho hệ thống pháo binh của mình. Vào hôm thứ Ba, NATO đã ký hợp đồng mua đạn pháo 155mm trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ để bổ sung vào kho dự trữ của Liên minh sau khi chuyển đạn sang Ukraine. David Ellison, nhà phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hark, nói với tờ báo Newsweek vào tháng 8 năm 2023 rằng pháo binh cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này. Kể từ khi bị Nga xâm chiếm vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã trải qua nhiều tháng dài chiến tranh toàn diện để tích lũy đội quân UAV của mình, liên tục phát triển các phương tiện bay mới và gây quỹ nhiều hơn. UAV bao quát hầu hết mọi khía cạnh của cuộc chiến, từ hỗ trợ trinh sát đến tấn công tự sát và hướng dẫn hỏa lực pháo binh. Một trong những loại được biết đến nhiều nhất là UAV cảm tử loại FPV. Đầu tuần này, Dmitry Rogozin, cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga, và là quan chức do Moscow bổ nhiệm tại khu vực Zaporizhia bị sáp nhập ở miền nam Ukraine, cho biết Kyiv đang sử dụng UAV loại FPV để thực hiện các cuộc tấn công không ngừng vào các thành trì của Nga. Rogozin nói thêm trong một bài đăng trên Telegram, đây là một loại pháo mới, nghệ thuật trên không có độ chính xác cao. Nó sẽ dần dần thay thế pháo thông thường và hỏa tiễn vì nó chính xác và rẻ hơn nhiều. Đồng thời, người điều khiển các UAV có thể ghi lại các lần bắn trúng mục tiêu. Vào đầu tháng 12, Mikhailo Fedorov, bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Kyiv, nói với tờ báo Newsweek rằng UAV cảm tử hiện đang trở nên hữu ích hơn đối với các chiến binh ở tiền tuyến của Ukraine hơn là pháo binh. Ông Fedorov cho biết, các phương tiện không người lái FPV đã nhanh chóng trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi trên chiến trường Ukraine, hạ gục hàng loạt khí tài của Nga. Ông nhận xét, đôi khi chúng hoạt động còn hiệu quả hơn cả pháo binh, vì vậy, UAV-FPV thực sự là một cuộc cách mạng công nghệ. Mặc dù bản thân công nghệ này khá đơn giản, nhưng hóa ra nó lại rất hiệu quả. Các chiến binh Ukraine được triển khai xung quanh thị trấn Avdiivka của Donetsk, nói với Newsweek vào giữa tháng 12 rằng, Nga đã tăng cường sử dụng UAV loại FPV kể từ đầu tháng 10. Yevhen, một thiếu tá trong lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cho biết, UAV của Nga có giá rẻ nên người Nga có thể sử dụng chúng 24 trên 7. 24 giờ một ngày, chúng ở trên không. Tuy nhiên, một chỉ huy người Ukraine cho biết vào giữa tháng 12 rằng, xét về số lượng tổng thể, Kyiv chỉ có một UAV để đấu lại từ 5 đến 7 UAV của Nga tại các khu vực chiến trường quan trọng ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Các UAV của Nga bay vào không phận Ukraine và tìm kiếm bất kỳ mục tiêu nào họ có thể tìm thấy ở đó. Mặc dù Ukraine ban đầu thống trị việc sản xuất FPV vào năm 2023, nhưng Nga đã tăng cường các chương trình của mình và gửi một số lượng lớn UAV ra tiền tuyến. Ông Fedorov nói, Nga có một số loại UAV mà Ukraine chưa có và Nga cũng có nhiều tiền hơn để phát triển và sản xuất số lượng lớn UAV. Thưa quý vị, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook rằng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để kiểm soát không phận theo hướng Belgorod-Kharkiv để giảm thiểu mối đe dọa hỏa tiễn tuyên bố cho biết cường độ pháo kích được ghi nhận có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng số lượng máy bay vận tải quân sự gần đây hướng tới sân bay Begorod. Đặc biệt, các điểm phóng hỏa tiễn và hậu cần của Nga sẽ được giám sát chi tiết. Chúng tôi đặc biệt nói về việc sử dụng máy bay vận tải quân sự. Tính đến điều này, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phá hủy những phương tiện vận chuyển và kiểm soát không phận để loại bỏ mối đe dọa khủng bố, bao gồm cả hướng Begorod, Kharkiv. Bộ tổng tham mưu nhắc lại rằng, chỉ trong tuần trước, 19 cuộc tấn công hỏa tiễn đã được thực hiện từ Belgorod vào Kharkiv và các khu vực lân cận. Ngày 24 tháng 1 vừa qua, một chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga đã bị rơi ở quận Khorochansky thuộc vùng Belgorod. Nguồn tin ABC Ukraine cho biết, phi cơ này đang vận chuyển hỏa tiễn cho hệ thống phòng không S-300. Trong khi đó, Nga tuyên bố rằng có 65 quân nhân Ukraine bị bắt làm tù binh, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người áp tải trên chiếc phi cơ. Phía Nga cáo buộc Ukraine bắn hạ phi cơ. Ukraine đã phản ứng với những tuyên bố trên, kêu gọi người dân Ukraine không lan truyền những điều giả mạo trong các tuyên bố chính thức. Thưa quý vị, Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine, NRC cho biết, người Nga đang tiếp tục thu thập lính đánh thuê ở tất cả các nước trên thế giới để tiếp tục chính sách xâm lược của mình. Đặc biệt, lính đánh thuê từ Malaysia đã đi cùng với một phiên dịch viên và các cựu Wagner đã được phát hiện tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời ở Donetsk. Trung tâm kháng chiến cho biết, các chiến binh hiện đang có mặt tại bãi huấn luyện. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh, cần lưu ý rằng người Cuba, người Nepal, người Belarus, người Serbia và đại diện của các quốc gia khác nơi chính thức bị cấm tham gia các hoạt động đánh thuê đã nhiều lần bị phát hiện trong lực lượng vũ trang của liên bang nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống ukraine nga đã thông qua một số luật nhằm thu hút công dân nước này vào hàng ngũ của mình tổng thống putin đã nói tại một cuộc họp an ninh ngay sau khi quân đội của ông tấn công ukraine rằng điện kremlin nên giúp đỡ những người nước ngoài có kế hoạch chiến đấu bên phía nga Đồng thời, tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng báo cáo rằng Nga đang thành lập các đội được gọi là huấn luyện viên quân sự để triển khai thêm tới lãnh thổ các nước châu Phi. Trong khi đó vào đầu năm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt được một lính đánh thuê cho Nga từ Somalia. Anh ta nói rằng mình bị thay thế cho những người chiếm đóng Nga đã chiến đấu chống lại Ukraine. Thưa quý vị, trong năm 2023 có đến 43.000 công dân Nga đã bị giam giữ ở biên giới phía nam Hoa Kỳ. Kênh Telegram Baza của Nga đưa tin này trích dẫn nguồn tin từ Economist. Dữ liệu được cung cấp để so sánh. Vào năm 2021, chỉ có 4.000 công dân Liên bang Nga bị giam giữ. Hiện tại, con số này đã tăng gần 11 lần. Hầu hết, những người đang bị giam giữ ở biên giới Hoa Kỳ, không tính công dân các nước Mỹ-Latin, đều đến từ các nước BRICS, bao gồm Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong năm 2023, có 42.000 người Ấn Độ và 24.000 người Trung Quốc đã bị giam giữ ở miền Nam Hoa Kỳ. Năm 2021, lần lượt là 2.600 và 450 người. Tuy nhiên, như Ấn phẩm lưu ý, trong khi người Nga cố gắng đến Hoa Kỳ chủ yếu qua biên giới phía Nam thì người Ấn Độ và Trung Quốc thường chọn con đường qua Canada. Theo ước tính, có tới 1 triệu trong số 144 triệu người Nga đã rời bỏ đất nước vào năm 2022 và 2023. Đây là đợt chảy máu chất xám lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Trong một nghiên cứu mới, dựa trên nhiều vòng phỏng vấn với gần 10.000 người Nga lưu vong chính trị, hai nhà nghiên cứu Nga Iveta Shakyeva và Emin Kamalov đã phát hiện ra rằng 49% số người được hỏi cảm thấy tội lỗi sâu sắc về cuộc chiến, trong khi 59% cảm thấy phải chịu trách nhiệm sâu sắc về nó. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, Ông Trần Chí Văn, ủy viên Ủy ban học thuật của Học hội Chiến lược Phát triển Giáo dục Trung Quốc, đã công bố một dữ liệu nghiên cứu cho biết, số lượng sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, viết tắt là STEM, tại các trường nổi tiếng của Trung Quốc đi du học đã giảm 2 phần 3. Dữ liệu này cũng cho thấy, tại các điểm du học lý tưởng của sinh viên Trung Quốc, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada, các du học sinh của Trung Quốc đã không còn dẫn đầu với số lượng vì đã nhường chỗ cho Ấn Độ. Theo số liệu mới nhất từ báo cáo thường niên Open Doors 2023 do Viện Giáo dục Quốc tế của Hoa Kỳ công bố, sau dịch bệnh Covid, số lượng sinh viên Trung Quốc đi du học tại Hoa Kỳ đã giảm 4 năm liên tiếp, cho tới năm 2023 chỉ còn 290.000 người, giảm 20% so với trước đại dịch. Còn số sinh viên Ấn Độ học tập tại Hoa Kỳ lại tăng 35%. Trang tin Salient Life Week của Trung Quốc cũng cho rằng thu nhập của nhiều gia đình Trung Quốc đang bị thu hẹp, chi phí du học ngày càng vượt quá khả năng chi trả, đồng thời nhiều gia đình cũng đã mất đi khả năng và dũng khí bất chấp tốn kém để cho con đi du học. Do mục đích đầu tư cho con ra học nước ngoài là để có được việc làm, tuy nhiên trong vài năm gần đây, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ của Trung Quốc vẫn ở mức cao, bởi vì không chỉ sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước khó tìm được việc làm mà nhiều du học sinh sau khi trở về nước cũng phải đối mặt với một tình trạng thất nghiệp ngay khi tốt nghiệp. Thưa quý vị, Quốc hội của Sri Lanka vào ngày 24 tháng 1 đã bỏ phiếu áp đảo để thông qua một dự luật quản lý internet gây tranh cãi, vốn bị chỉ trích nặng nề là một động thái nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận ở quốc gia Nam Á đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Dự luật an toàn trực tuyến sẽ cho phép chính phủ thành lập một ủy ban với nhiều quyền hạn, bao gồm ra lệnh cho người dân và nhà cung cấp dịch vụ internet xóa các bài đăng trực tuyến được coi là tuyên bố bị cấm. Nó cũng có thể có quyền theo dõi hợp pháp những người xuất bản các bài đăng như vậy. Bất chấp những lời chỉ trích ngày càng gia tăng, chính phủ do tổng thống Ranin singer lãnh đạo đã đệ trình dự luật để tranh luận vào ngày 23 tháng 1, sau đó nó đã được thông qua tại Hạ viện. Các nhóm truyền thông Internet và Dân quyền đã yêu cầu chính phủ rút lại dự luật, nói rằng nó sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận và làm suy yếu các quyền tự do khác. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York vào ngày 24 tháng 1 đã gọi dự luật này là một luật Internet mới mang tính đàn áp và sẽ tạo ra những hành vi phạm tội mới, rộng rãi và mơ hồ liên quan tới ngôn luận có thể bị trừng phạt bằng các án tù dài hạn hiện tại Sri Lanka vẫn đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất xảy ra vào hai năm trước. Quốc gia này đã tuyên bố phá sản vào hồi tháng 4 năm 2022 với khoản nợ hơn 83 tỷ đô la Mỹ, hơn một nửa trong số đó là nợ nước ngoài. Thưa quý vị, Tòa Hiến pháp của Thái Lan đã đưa ra một phán quyết cựu ứng viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat không vi phạm luật bầu cử và sẽ được khôi phục tư cách nghị sĩ. Thẩm phán Punia Út Cha Trông của Tòa Hiến pháp Thái Lan vào ngày 24 tháng 1 đã cho biết, theo phán quyết của tòa, tư cách nghệ sĩ của ông ấy không bị chấm dứt. Ông Pita, 43 tuổi, là lãnh đạo của đảng đối lập Move Forward vào năm 2023 đã bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử vì sở hữu cổ phần công ty truyền thông ITV khi còn tranh cử. Đảng Move Forward đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào hồi tháng 5 năm 2023, nhưng không thành lập được chính phủ, Đảng này cũng không được lòng phe bảo thủ vì đề xuất sửa đổi luật khi quân. Tòa hiến pháp của Thái Lan vào ngày 19 tháng 7 năm 2023 đã đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Pita. Quốc hội Thái Lan sau đó cũng tước tư cách ứng viên thủ tướng của ông. Theo phán quyết của tòa hiến pháp, ITV, công ty của ông Pita thừa kế cổ phần từ cha và hiện không còn tồn tại sẽ không được quyền phát sóng và cũng không được coi là công ty truyền thông đại chúng bên ngoài tòa hàng chục người ủng hộ move forward đã hô vang khẩu hiệu thủ tướng pita sau khi ông được tuyên trắng án trước đó khi đến phiên tòa ông pita cho biết ông tin tưởng vào kết quả và cảm ơn người ủng hộ đảng move forward dù phán quyết thế nào chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấu tranh ông nói đồng thời khẳng định sẽ tái tranh cử phán quyết của tòa sẽ là động lực để thúc đẩy đảng move forward thu hút cử tri trẻ và thành thị bằng chương trình nghị sự táo bạo Thưa quý vị, Ả Rập Saudi đang chuẩn bị mở một cửa hàng rượu đầu tiên ở thủ đô Riyadh, nơi sẽ phục vụ độc quyền các nhà ngoại giao không theo đạo Hồi, theo một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch và một tài liệu cho biết. Trang tin Reuters đã đưa tin, khách hàng của cửa hàng sẽ phải đăng ký qua ứng dụng di động, nhận mã thông quan từ Bộ ngoại giao và phải tôn trọng hạn ngạch hàng tháng khi mua hàng của họ. Động thái này là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Vương quốc do thái tử của Ả Rập Saudi là Mohammed bin Salman dẫn đầu nhằm mở cửa đất nước hồi giáo cực kỳ bảo thủ cho du lịch và kinh doanh vì hồi giáo cấm uống rượu. Đây cũng là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn được gọi là Tầm nhìn 2030 nhằm xây dựng nền kinh tế hậu dầu mỏ. Tài liệu cho biết, cửa hàng mới nằm ở khu ngoại giao của Riyadh khu vực có các đại sứ quán và các nhà ngoại giao cư trú và sẽ hạn chế nghiêm ngặt đối với những người không theo đạo hồi. Hàng triệu người nước ngoài sống ở Ả Rập Saudi, nhưng hầu hết trong số họ là công nhân Hồi giáo đến từ châu Á và Ai Cập. Ả Rập Saudi có luật nghiêm ngặt về việc uống rượu. Bất cứ ai vi phạm đều có thể bị phạt hàng trăm roi, trục xuất, phạt tiền hoặc bỏ tù. Thậm chí người nước ngoài cũng phải đối mặt với việc bị trục xuất. Sau này khi đã cải cách một phần, việc đánh đòn phần lớn đã được thay thế bằng một án tù. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.